Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 31, luyện tập, vở bài tập, môn toán lớp 2, bộ sách, cánh diều. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra. Trang số 50 nào. Ta sẽ đến với cái bài số 1 này. Người ta yêu cầu là tính. Như vậy ở đây có mấy? 4 cái phép tính này. Câu A này, 37 cộng 28 này. 7 cộng với 8 bằng bao nhiêu? 15. Viết 5 nhớ, nhớ 1. 3 kem nhớ 1 là 4. Vậy thì 4 cộng với 2 là mấy? Là 6 này. Được chưa? Rồi, 18 cộng 75. 8 cộng với 5 là 13. Viết 3 nhớ, nhớ 1. 1 đây này. Nhớ 1 là 2. Vậy thì 2 cộng với 7 bằng 9 nè. Được chưa? 62 cộng 28 này. 2 cộng với 8 thì bằng mấy? Bằng 10. Viết 0 nhớ, nhớ 1. 6 chúng ta nhớ 1 là 7. Vậy thì 7 cộng 2 là 9 nhá. Rồi. 3 cộng với 7 thì bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 nhớ 1 là 3. 3 cộng với 4 bằng 7. Được chưa? Xong câu A nhá. Bây giờ sang câu B. Cũng là những phép tính cộng. Đây là 2 chữ số cho mấy? 1 chữ số, còn ở trên là 2 chữ số cho 2 chữ số, đúng không nào? 8, 6, 14, viết 4 nhớ, nhớ 1. 7 này, thêm 1 là 8. Chúng ta viết, viết 8. 9, 3, 12, viết 2 nhớ 1. 1 thêm 1 là 2. Viết, viết 2. 1 với 9 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 5 thêm 1 là 6. Chúng ta viết, viết 6 này. 6 cộng với 4 bằng 10, viết 0 nhớ, nhớ 1. 3, chúng ta thêm 1 là 4. Viết, viết 4 này. Dễ dàng không? Rất là dễ dàng, đúng không nào? Rồi, bài số 2. Đặt tính rồi tính. Như vậy đây chúng ta có 4 phép tính cộng. Thầy sẽ thực hiện luôn cả 4 cái phép tính này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy. 25 cộng 30, 39 này. 5 cộng với 9 là bao nhiêu? Mười mấy? 14. Viết 4 nhớ, nhớ 1. 2 kem nhớ 1 là 3. Vậy thì 3 với 3 bằng 6 này. Rồi, phép tính tiếp theo. 46 cộng 46. 6 cộng 6 12. Viết 2 nhớ 1. 4 nhớ 1 là 5. Vậy thì 5 cộng với 4 bằng 9 này. Được chưa? Rồi, tiếp theo. 64 cộng 20. 26. 4 cộng với 6 thì bằng mấy? Bằng 10, viết 0 nhớ 1. 6 kem nhớ 1 là 7. Vậy thì 7 cộng 2 bằng 9 nè. Rồi, 70, 75 cộng 10, 15. 5 cộng 5 là 10, viết 0 nhớ 1. 7 nhớ 1 là 8. Vậy thì 8 cộng với 1 bằng 9 nhé. Được chưa các em? Rồi, chúng mình sang câu B. Cũng là thực hiện những cái phép tính này. Bây giờ ở đây cũng có 4 phép tính này. Thầy cũng sẽ kẻ 4 phép tính hết. Thực ra những cái bài này thì các em không cần phải xem được. Chúng ta cứ dừng video lại. Chúng ta làm, sau đó chúng em xả đến cái phần kết quả để mình đối chiếu nó. 17 này, cộng với 7 nha. 77, 14, viết 4 nhớ, nhớ 1. 1 nhớ 1 là 2. Rồi thầy làm nhanh nha. 89 cộng 2. 9 cộng 2, 11. Viết 1 nhớ 1. 8 nhớ 1 là 9 nè. 58 nè. Cộng cho 2. 8, 2, 10, viết 0 nhớ 1. 5 nhớ 1 là 6 nè. 67 nè. Cộng 3. 7 cộng 3 là 10, viết 0 nhớ 1. 6 nhớ 1 là 7. Được chưa? Đấy, khá là dễ dàng những cái bài toán này.
Rồi, bài số 3. Nối mỗi cái phép tính với kết quả thích hợp. Đấy, như vậy ở đây nè. Các em thấy nè. Xung quanh đây này là những cái chú mèo, và ở mỗi một chú mèo này thì có những cái phép tính cộng này. Được chưa? Và đây là những cái cuộn len này. Đó, và các cuộn len này có gì? Có gì? Có những cái con số. Vậy thì giờ nhiệm vụ của chúng mình là thực hiện những cái phép tính này, xem kết quả của nó là số nào thì mình sẽ nối với cái cuộn len này nhá. Đây, chẳng hạn chú mèo này. 45 cộng với 5 này. Đấy, thì các em biết này. 5, 5 là 10, biết 0 nhớ 1. 4 nhớ 1 là mấy? 5. Như vậy đây chúng ta sẽ tìm số bao nhiêu? 50. Đây, số 50 này. Đó, các em nối với cái cuộn len đây. Số 50. Hiểu không? Rồi, phép tính này người ta đặt sẵn này. 3 với 7 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 nhớ 1 là 3. Vậy thì 3 cộng 1 sẽ là mấy? 4. Vậy thì chú mèo này sẽ có phép tính là 40. Đâu, các em tìm 40. Đây, 40. Đấy, dễ dàng không? Rồi, tương tự nhá. 2 cộng với 8 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 nhớ 1 là 3. 3 cộng 6 sẽ bằng 9. 90. Đây, quận len 90. Rồi, 1 cộng 9 là 10, viết 0 nhớ 1. 7 nhớ 1 là 8. Vậy thì anh này sẽ nối với số 8, 80. Đây, số 80 đây kìa. Đấy, được chưa nào? Rồi, chú mèo này 56 cộng 4 thì chúng ta phải đặt ra. Thực ra các em nhẩm được luôn rồi đúng không? 64 là 10, viết 0 nhớ 1. 5 nhớ 1 là 6. Vậy thì bằng bao nhiêu? 60 nè. Đây, 60 đây kìa. Đấy. Rồi, 24 cộng 6 này. 24 cộng 6 này. 4 với 6 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 nhớ 1 là mấy? 3. Ta tìm số 30. Đây, số 30 đây kìa. Đó, được chưa? Rồi, còn những phép tính nào nữa? Đây, còn một phép tính nữa các em. 58 cộng 10, 12. 8 với 2 bằng 10, với 0 nhớ 1. 5 nhớ 1 là 6. Vậy thì 6 cộng 1 là mấy? 7. Anh này sẽ nối với số 70. Đây, số 70 đây. À, được chưa nào? Rồi, như vậy đây còn phép tính nữa nè. 17 cộng 3 nó sẽ bằng bao nhiêu? 20 này. Đó, các em đã nối xong nhá. Dễ dàng không? Học với thầy thì tất cả mọi thứ nó sẽ gì? Trở nên dễ dàng, đúng không nào? Rồi, bài 4, câu A, tính 23 cộng 9 cộng 40. Thì các em nhớ này, chúng ta phải thực hiện phép cộng này trước. Được bao nhiêu mình mới cộng với anh này, đúng không? Vậy giờ chúng ta sẽ có này, 23 cộng 9 nè. 3 cộng 9 bằng bao nhiêu? 12, viết 2 nhớ 1. 2 nhớ 1 hay thêm 1 sẽ là 3. Giờ chúng ta sẽ lấy 32 cộng 4, 40. 2, 7. Kết quả sẽ là 72. Rồi, tương tự như vậy, sang đây. 51 cộng 10, 19. 1 với 9 bằng 10, với 0 nhớ 1. 5 nhớ 1 là 6. Vậy thì 6 cộng với 1 là mấy? 7. 70 cộng với 10 thì chúng ta sẽ biết ngay bằng 80 rồi, đúng không? Đấy, nhưng mà ta tính ra đây cho một số bạn nhá. Tức là 70 cộng 1 chục sẽ là 8 gì? 8 chục. Xong. Câu B, điền cái dấu lớn hơn, bé hơn hoặc dấu gì? Dấu bằng nè. Đấy, chúng ta nhìn vào đây. Bên này nè, 12 cộng 18. Bên này 18 cộng 12, các em thấy nó đảo vị trí thôi nè. Cũng là hai cái số này đúng không? Nên chắc chắn không cần cộng, biết nó sẽ bằng nhau ngay. Hiểu không? Rồi, ở đây 37 cộng 24 này. Và đây 37 cộng 42 này. Nếu bài toán này phải làm nhanh nhá, thì chúng ta thấy này, bên này có 37, bên này có 37. Vậy thì mình chỉ việc so số 42 với số 24 thôi. Anh nào lớn hơn? 42 lớn hơn, nên chắc chắn cái tổng này nó sẽ lớn hơn này. Đó, đây là tuyệt chiêu cho các em nha, khi mà chúng ta phải làm nhanh. Đấy, đặc biệt những bạn mà thi ở trên mạng á, thì người ta sẽ tính cái thời gian làm, đúng không? Rồi, 65 cộng 7
56 cộng 7 này, chúng ta quan sát này, ở đây thấy có 7 này, bên này có 7 rồi. Mình chỉ việc so mỗi số 65 với số 56 thôi. Đấy, nhìn thấy ngay, đúng không? Như vậy 65 nó lớn hơn, nên cái tổng bên này nó sẽ lớn hơn. Không cần phải cộng nhé các em. 76 cộng 4 này, 74 cộng 6 này. Như vậy mình nhìn ở đây, các em chỉ cần nhẩm chúng ta sẽ thấy này, bên này 76 so 74 nó 2 đơn vị. Đúng không? Ở đây lại 4 với 6 nó kém 2 đơn vị. Như vậy hai thằng này chắc chắn là bằng nhau này. Còn không thì chúng ta cộng nó lên này. 64 là 10, 0 nhớ 1, 7 nhớ 1 là 8 này. 4 với 6 bằng 10, 0 nhớ 1, 7 nhớ 1 là 8. Đúng không? Đấy, chắc chắn nó bằng nhau. Đấy, không tin thì chúng ta cứ thực hiện phép tính. Còn không chúng ta dùng tuyệt chiêu của thầy. Rồi, bài 5. Một chiếc tàu du lịch chở hai đoàn khách tham quan. Đoàn khách thứ nhất là có 35 người. Rồi, đoàn khách thứ hai có 25 người. Hỏi hai đoàn khách tham quan có tất cả bao nhiêu người. Các em hãy đơn giản cái bài toán này đi. Em có 5 cái kẹo. Em của em có 7 cái kẹo. Vậy thì cả em và em của em là có bao nhiêu cái? Đấy, chúng ta chỉ việc gì? Lấy số kẹo của mỗi người cộng vào. Vậy thì ở đây, lấy số người đoàn khách 1 cộng số người đoàn khách 2 thì sẽ ra cả hai đoàn khách. Phép tính của mình là 35 cộng cho 2, 25. Được chưa? Xác định được phép tính dựa câu hỏi để trả lời. Hỏi hai đoàn khách tham quan có tất cả bao nhiêu người? Đây, chúng ta trả lời từ đây. Hai đoàn khách. Hai đoàn khách này. Tham quan. Hai đoàn khách tham quan. Ta hỏi có tất cả bao nhiêu người? Mình trả lời có tất cả số người là. Đấy, hoặc em nào mà ghi ngắn gọn á, hai đoàn khách có số người là cũng được nhá. Tất cả số người là, được chưa? Bao nhiêu? 35 số người của đoàn khách 1 cộng 25 số người của đoàn khách 2. Cộng vào thôi. 55 là 10 với 0 nhớ 1, 3 nhớ 1 là 4, vậy thì 4 cộng 2 bằng 6. Được chưa? 60 nhá. Đơn vị đây là gì? Người. Nghệ An, Quảng Bình chúng ta gọi là ngài đó, đúng không? Rồi, và chúng ta ghi đáp số 60 người. Xong chưa nào? Rồi, và đến đây thì chúng ta đã hoàn thành được cái bài 32 này. Đừng quên chia sẻ kênh cũng như video đến cho các bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nhé.